Hồ Ngọc Hà dự sự kiện cùng cặp song sinh. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đưa hai con Lisa, Lê Ông tới sự kiện trao quà Tết cho 530 trẻ nghèo tối ngày 28 tháng 1. Tối ngày 28 tháng 1, Hồ Ngọc Hà đưa cặp song sinh Lisa, Lê Ông tới buổi ra mắt chương trình gala nhạc Việt Tết 2024, năm mới rực rỡ. Ba mẹ con ca sĩ mặc áo dài vàng ton su ton. Tôi đồng hành với gala nhạc Việt đã 12 năm. Điều tuyệt đẹp là ngoài việc Tết đến mọi người nghe nhạc xuân để thêm vui, mỗi năm ban tổ chức đều làm điều ý nghĩa cho các em nhỏ. Tôi mong năm 2024 mọi ước muốn của khán giả đều thành hiện thực, cô nói. Hồ Ngọc Hà cùng hai con và các nghệ sĩ trao 530 phần quà Tết và lì xì đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Giọng ca 40 tuổi cho biết cô đưa Lisa, Lê Ông đi cùng để các con học được cách sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn. Ca sĩ tiết lộ ở tuổi lên 3, Lê Ông có tính cách ngọt ngào, suốt ngày nói, thương, tất cả ai ở gần, chăm sóc mình. Nhóc tì là cầu nối của mọi tiếng cười và làm tan chảy những người xung quanh. Trong khi đó, Lisa 3 tuổi nhưng được mẹ miêu tả tưởng hơn 20 tuổi bởi sự đáng yêu, hiểu chuyện. Đạo diễn, nhà sản xuất Trần Thành Trung cho biết anh dành toàn bộ các xê làm cố vấn sâu chị đẹp đạp gió rẻ sóng đóng góp chương trình cộng đồng Tết sẽ chia cùng gala nhạc Việt. Sau sự kiện tối ngày 28 tháng 1, 300 phần quà còn lại sẽ được trao tặng tại Long An và Bến Tre cho các trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Dương Hoàng Yến nói cô thích gala nhạc Việt bởi thông điệp nhân văn, ý nghĩa khi khơi gợi những vấn đề, giá trị cốt lõi nhất của ngày Tết Nguyên Đán, đó là sự đoàn viên, sum họp, là văn hóa gia đình Việt khi Tết đến xuân về. Trong số Tết 2024, cô sẽ cùng Võ Hạ Trâm làm mới ca khúc Hoa Cỏ Mùa Xuân của nhạc sĩ Bảo Chấn. Ngoài Dương Hoàng Yến, chương trình quy tụ các nghệ sĩ như Như Quỳnh, Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Hà, Phương Uyên, Nu Phước Thịnh, Trấn Thành, Harry Uân, Dương Hoàng Yến, Trang Pháp, Hòa Minh Di, Văn Mai Hương, Huyền Baby, Đức Phúc, Eric, Ginh Tuấn Kiệt, Puka. Bên cạnh đó, gala nhạc Việt còn ra mắt album audio năm mới rực rỡ, gồm những sáng tác độc quyền dành riêng cho chương trình. Thanh Ngọc mặc áo dài nền nã. Cô tiết lộ sẽ hòa giọng cùng chị đẹp Hương Ly trong tiết mục cơm đoàn viên ở gala nhạc Việt 2024. Bảo Anh gắn bó với chương trình từ những ngày đầu. Năm nay, cô kết hợp cùng Ricky Star trong ca khúc Vui Đón Tết về do Sky C sáng tác. Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa tham gia biên tập âm nhạc. Đỗ Hoàng Dương sẽ cùng hai giọng ca trẻ Vivi, Tú Tú kết hợp trong liên khúc Một Năm Đã Qua, Năm Qua Đã Làm Gì. Bảo Anh và Thanh Ngọc hát ca khúc Xuân tặng khán giả tại sự kiện. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.